Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Xuân Phúc nếu cây cột điện ở Mỹ biết đi nó sẽ về Việt Nam. Và ngay ngày hôm sau thì báo đảng gỡ lời của Nguyễn Xuân Phúc nói cột điện ở Mỹ biết đi sẽ về Việt Nam. Theo Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, sau 45 năm thống nhất, 35 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đói, thiếu ăn nợ nần trồng chất, từ dân tộc không có tên trên bản đồ của thế giới, tới nay cả thế giới đã biết đến mà còn khen ngợi Việt Nam. Nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam. Nói về Việt Nam có gần 100 cán bộ cấp cao bị xử lý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cái giá phải trả lớn như thế là đảng đã rất nghiêm túc chính phủ nhìn thẳng vào sự thật. Người đứng đầu chính phủ cũng cho biết về dự án Cát Linh Hà Đông nhà thầu Trung Quốc không bàn giao hồ sơ an toàn cho Việt Nam, cố gắng trước đại hội 13 tàu Cát Linh Hà Đông chạy được là may. Chiều ngày 8 tháng 6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về các vấn đề kinh tế xã hội của Việt Nam, ngân sách của nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 khẳng định nhiều nước tăng trưởng kinh tế âm thì Việt Nam vẫn duy trì mức 3,82%. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định kết quả kinh tế xã hội năm 2019 thắng lợi toàn diện đã làm tiền đề rất tốt cho năm 2020. Do đó, dù nửa đầu năm nay ảnh hưởng lớn bởi đại dịch virus Vũ Hán, Việt Nam có nguồn lực để đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, theo Nguyễn Thị Kim Ngân, dù còn nhiều yếu tố chưa lường trước được hết nhưng chính phủ không chính quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng mà cố gắng để đạt mức cao nhất trong các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho hay bội chi năm 2018 theo quyết toán thấp chỉ 2,8% GDP. Năm 2019 kiểm soát bội chi ở mức 3,5%, nhưng năm nay chắc chắn bội chi sẽ tăng lên vì hụt chi và vì nhiều khoản chi cấp bách phải thực hiện. Phát biểu về nguyên nhân thành công của Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống đại dịch virus Vũ Hán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định trong phòng chống dịch, Việt Nam có sự đồng thuận rất lớn của nhân dân, bạn bè quốc tế cũng như đánh giá cao hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế và xã hội chiều ngày 8 tháng 6 tại Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đánh giá mô hình quản trị của nước gồm gần 100 triệu dân, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề rất mới, rất khó sau 45 năm giải phóng và 35 năm đổi mới đất nước ta thế nào? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu câu hỏi. Ông nói, từ một đất nước đói ăn, thiếu nợ, trồng chất, đã vượt qua nhiều thác gành để tiến bước. Điển hình như trong đại dịch virus Vũ Hán vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định có hàng vạn người từ nước ngoài đăng ký về Việt Nam. Đánh giá về kinh tế xã hội năm 2019, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là năm thứ ba liên tiếp hoàn thành vượt mức của chỉ tiêu. Việt Nam và từ vài chục triệu đô la xuất nhập khẩu năm vừa rồi đã có kim ngạch trên 500 tỷ đô la. Từ sau năm 1945, năm nay lần đầu tiên nhà nước hỗ trợ tiền cho dân. Tuy nhiên, có thành tích nhưng cũng có khuyết điểm theo Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc một đất nước trong quá trình đổi mới phát triển vẫn còn nhiều tồn tại bất cập. Thủ tướng dẫn chứng về 12 dự án thua lỗ không dễ dàng giải quyết. Khuyết điểm là do chúng ta chưa có kinh nghiệm về kinh tế thị trường. Thủ tướng Cơ lầm Nguyễn Xuân Phúc hôm 8 tháng 6 tại Quốc hội ngoài tự sướng với phát ngôn rằng thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì sẽ về Việt Nam còn có nói một phát ngôn đáng chú ý khác rằng sau 45 năm thống nhất đất nước và 35 năm đổi mới, từ một đất nước đói ăn thiếu nợ, nợ nần chồng chất, chúng ta vượt qua nhiều thác gành để tiến bước từ dân tộc không có tên trên bản đồ của thế giới. Tới nay cả thế giới đều hiểu và thời gian gần đây nhất người ta ca ngợi Việt Nam. Thế giới người ta biết, người ta hiểu gì về Việt Nam. Đài Loan, Hàn Quốc người ta đều biết tới Việt Nam là một nước lao động, làm thuê làm mướn cho họ rồi chạy ra nước ngoài, đi làm chui nhiều không thể kể hết. Thậm chí ở các nước đó họ biết tường tận Việt Nam từng tỉnh thành một có thế. Họ mới đưa danh sách các tỉnh thành ở các huyện ở Nghệ An, Thanh Hóa không được hoan nghênh ở đó. Nhật Bản họ biết Việt Nam là một quốc gia lao động và số người trộm cướp đánh nhau gây mất trật tự bên đó Singapore họ biết tới Việt Nam là một quốc gia có nhiều phụ nữ qua hành nghề mại dâm. Đến nỗi thấy chị nào người Việt Nam nhìn dáng bên ngoài đẹp một chút liền đuổi về vì nghi ngờ qua để hành nghề, không cho nhập cảnh vào sân bay. Bởi thế, Việt Nam được người Đức biết tới chẳng phải tốt đẹp gì, họ biết Việt Nam là một bọn tội phạm. Qua nước người ta thì vi phạm pháp luật trên đất nước của họ và bắt cóc người giữa thủ đô Ba Linh. Có lúc ngoại giao hai nước gần như đóng băng vì Việt Nam được người Đức biết quá mạt. Người Anh thì ớn lạnh khi Việt Nam chẳng có gì tốt đẹp ngoài hàng năm có hàng trăm ngàn người Việt Nam đi chui qua đó để trồng cần sa rồi 39 người Việt chết cóng trên xe container. Bọn tàu thì nó khinh Việt Nam ra mặt vì nó ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Có lúc đến tên nước Trung Quốc Việt Nam còn không dám gọi thì oai cái gì. Người Pháp thì biết Việt Nam quá rõ khi bắt công dân của mình là Dương Thu Hương, bắt Pháp trả 17 triệu đô la để chuộc họ tởm chế độ Cộng sản Việt Nam đến tận gai ốc. Người Slovakia thì biết đến Việt Nam thuê máy bay để chở Trịnh Xuân Thanh về mà quỵt luôn tiền thuê, đến giờ vẫn chưa trả. Người Mỹ thì biết quá rõ về Việt Nam khi hàng năm hàng trăm ngàn đứa con cháu của quan chức Việt Nam gửi qua đó du học, mua nhà, mua xe, sống vương dạ bằng tiền máu và mồ hôi dân nghèo Việt Nam bởi thế con thủ tướng Phúc ở mãi bền không chịu về, ông Phúc nói mà không ngượng mồm, đúng là vô liêm sỉ. Và cả thế giới người ta biết, biết hết, biết Việt Nam là một quốc gia ăn mày, đi đến đâu cũng ngửa tay xin tiền viện trợ. Miệng chống Mỹ nhưng tay thì ngửa ra cầm tiền của Mỹ như thường. Đấy, thế giới người ta quá biết Việt Nam là như thế nào đấy, thủ tướng KLM vị Nguyễn Phúc Niển A. Và quan trọng hơn, tất cả sự vẻ vàng khắp năm châu ấy cả thế giới biết đến đều do Đảng Cộng sản dẫn dắt lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện mà lên. Trong khi Thủ tướng Cơ Viện Nguyễn Xuân Phúc huyễn hoặc đến mức cho rằng các chu điện ở Mỹ cũng muốn về Việt Nam thì tại Thái Lan, cả ngàn con người thượng ở Tây Nguyên và Tây Bắc phải trốn chạy khỏi cái thiên đường xã hội chủ nghĩa ngày đêm sống trong nỗi lo sợ vì mang phận vô tổ quốc. Không biết khi nào bị bắt, họ phải trốn chạy khỏi Việt Nam trong hoàn cảnh bị nhà cầm quyền đàn áp tôn giáo khốc liệt và bị chính quyền cướp đất đai của họ. Khi Columbia và Nguyễn Xuân Phúc nói ra những lời như thế nở nụ cười ghê tởm ấy, có bao giờ tự hỏi đảng chính phủ của ông đang quản trị quốc gia tốt tới nỗi theo lời ông nói đến cái chủ điện bên Mỹ cũng muốn về mà vì sao chính người dân nơi đó đêm ngày tìm cách tháo chạy không? Không chỉ người thượng mà người miền xuôi cũng tìm đủ mọi cách để trốn chạy khỏi Việt Nam. Đi đâu miễn là xa khỏi cái nơi đất nước đang bị kềm cặp mọi giá trị tự do này. Cái đây vài năm ở La Gi Bình Thuận có mấy gia đình tổ chức lên thuyền vượt biên sang Úc bị bắt và trả về Việt Nam. Sau khi ra tù họ lại một lần nữa lên thuyền vượt biên tiếp. Biết rằng sẽ đi tù họ vẫn cố khỏi Việt Nam. Khi bị cảnh sát Úc bắt lần hai trục xuất họ về thì một trong những người đó trả lời với cảnh sát, trả về đâu cũng được chứ đừng trả về Việt Nam, nếu trả về Việt Nam thì họ sẽ tự sát. Điều gì khiến họ muốn tự sát khi bị bắt về cái nơi họ sinh ra, nơi mà ông gọi là trụ điện ở Mỹ có chân cũng muốn về. Người thượng ở Việt Nam đang bị phân biệt đối xử rất tệ bạc, thậm chí nhà cầm quyền bắt họ bỏ đạo, cấm cử hành các nghi lễ, nghi thức tôn giáo. Tây Nguyên trong đó có người Sarai, hay Ed, Bana, Koh, Steng và một số dân tộc khác. Tây Bắc cũng chung một số phận không chỉ bị đàn áp tôn giáo họ còn bị cướp đất. Nên khi tháo chạy khỏi quê hương vứt bỏ nhà cửa ruộng vườn, họ hiểu rằng tha đi để có cuộc sống tốt hơn là ở lại, mặc dù không biết cuộc đời họ sẽ trôi về đâu. Chúng ta có thể lên tiếng cho sự phân biệt sắc tộc ở một quốc gia như Hoa Kỳ nhưng chính ngay Việt Nam cũng đang tồn tại sự phân biệt sắc tộc ghê gớm. Sự điều hành của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam một cách ngang ngược đã đẩy sự xung đột lên đến đỉnh điểm của năm 2021 và chẳng biết bao giờ mới chấm dứt. Theo thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên hợp Quốc tại Thái Lan thì hiện nay người Việt Nam có khoảng hơn 2.000 người đang xin tị nạn ở Thái Lan và hiện tại thì cuộc sống của họ rất là bấp bênh và có thể bị cảnh sát bắt và trục xuất về Việt Nam bất cứ lúc nào. Thủ tướng hãy làm gì đó để dân trong nước thôi trốn chạy tị nạn trước đi đã, chuyện trụ điện Mỹ đến Việt Nam tính sau. Hàn Quốc vừa thông báo tạm dừng tuyển dụng người lao động thuộc 10 địa phương của Việt Nam do tỷ lệ bỏ trốn quá cao. Hai báo Việt Nam đưa tin dẫn thông tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội trong khi đó, Thủ tướng của Việt Nam mới đây đề cập đến việc hàng vạn người ở nước ngoài đăng ký để trở về Việt Nam trong hơn 2 tháng qua và ví von nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ tìm về Việt Nam. Nhưng tại sao con của ông hiện đang ở Mỹ, tại sao không về Việt Nam và ông đã từng mua hai căn biệt thự đồ sộ ở bên Mỹ để cho con cái ở bên đó? Ông nói không biết ngưỡng mồm. Tin tức trên Lao động và Doanh nhân Sài Gòn trong ngày 7 và 8 tháng 6 cho hay, hai bộ chuyên trách về lao động của Việt Nam và Hàn Quốc đã thỏa thuận tạm dừng tuyển chọn người đi làm việc ở Hàn Quốc trong năm 2020 đối với cư dân ở 10 huyện, thị xã thành phố thuộc năm tỉnh. Các địa phương bị cấm gồm có hai huyện Nghi Lộc, Nam Đàn và thị xã cửa lò thuộc tỉnh Nghệ An, hai huyện Đông Sơn, Hoàng hóa và thành phố Thanh hóa tỉnh Thanh hóa hai huyện Nghi Xuân và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lao động và doanh nhân Sài Gòn tường thuật. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 trở lên. Hai báo dẫn lại nguồn lao động Bộ Thương binh Xã hội cho hay. Nhà hoạt động vũ quốc ngữ xác định với phóng viên rằng tình trạng người Việt Nam đi lao động ở Hàn Quốc và một số nước khác rồi bỏ trốn là khá phổ biến, làm xấu hình ảnh và uy tín của Việt Nam. Ông ngữ chủ tịch tổ chức người bảo vệ nhân quyền phân tích rằng một phần lý do của các cuộc bỏ trốn là người lao động nhận thấy khó có việc làm khi trở về quê nhà. Ngoài ra, họ bị áp lực kiếm tiền để trả nợ cho khoản phí môi giới, ông nói với phóng viên Chúng tôi được biết công ty môi giới lao động họ thu phí rất cao do đó người lao động có số tiền thu nhập và số tiền họ bị trừ để trả phí môi giới thì còn lại không đáng bao nhiêu nên họ phải trốn, làm ngoài để có lương cao hơn hoặc trốn ở lại sau khi hết hợp hết hợp đồng. Cũng có lỗi của nhà cầm quyền địa phương khi để cho công ty môi giới thu phí quá cao mà không can thiệp. Báo chí Việt Nam trong những năm qua nhiều lần tường thuật cho biết rằng để có thể đi làm việc ở nước ngoài thường là các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, một số các nước Trung Đông vân vân, người lao động Việt Nam phải trả phí môi giới từ 100 triệu đến hàng trăm triệu. Nhìn chung, những người đi lao động xuất khẩu phải vay mượn để trang trải chi phí này, bởi vì cuộc sống kinh tế gia đình của họ rất khó khăn nên họ phải ra đi tìm đường cứu thân. Theo nhà hoạt động vũ quốc ngữ nạn nhân của các việc thu phí cao này không bao giờ hết vì nó gắn với nạn tham nhũng ở Việt Nam, ông lý giải. Đây là mảnh đất béo bở của những công ty môi giới lao động, những công ty này là sân sau hoặc có sự hỗ trợ của các quan chức cao cấp của chế độ Cộng sản. Tôi cho là không bao giờ giải quyết được vấn đề này một khi còn chế độ Cộng sản. Năm tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có các địa phương bị Hàn Quốc cấm xuất khẩu lao động cũng chính là các tỉnh có phần lớn trong số 39 di dân lậu thiệt mạng trong vụ buôn người bằng xe container từ Pháp sang Anh gây chấn động thế giới hồi tháng 10 năm 2019. Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Vũ Quốc Ngữ nhận định với phóng viên rằng các tỉnh miền Trung có đông người đi lao động ở nước ngoài, cả theo con đường chính thức lẫn bất hợp pháp là vì khu vực này có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân thấp hơn mức trung bình của cả nước. Người dân các tỉnh này phải tham gia xuất khẩu lao động vì hoàn cảnh đưa đẩy vì mưu sinh, chứ không phải ai muốn phải xa quê và đi làm ở nước ngoài cả, ông Ngữ bình luận. Hai bản tin của lao động và doanh nhân Việt Nam còn nói địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị Bộ Lao động Thương binh Xã hội tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021. Ngược lại, Bộ sẽ dỡ bỏ việc tạm dừng đối với việc địa phương giảm được tỷ lệ đa số các số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Giữa lúc Seoul tiếp tục cứng rắn để đối phó với nạn nhân người lao động của Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đưa ra lời ca ngợi thành tích phát triển trong 35 năm qua, đặc biệt là thành công trong đại dịch virus Vũ Hán trong mấy tháng gần đây. Hai báo Thanh niên và VietnamNet cho biết trong một phiên thảo luận của Quốc hội hôm 8 tháng 6 về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra rằng sau năm 1975 Việt Nam từ một nước nghèo đói thiếu ăn nợ nần trồng chất nay trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới trong khi nhiều nước rất khó khăn. Điểm sáng mới nhất của Việt Nam là chặn đứng được đại dịch virus Vũ Hán. Thủ tướng KLMB Nguyễn Xuân Phúc nói và cho biết có hàng vạn người ở nước ngoài đang đăng ký để hồi hương. Trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì sẽ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác, người ta nói nếu cột điện biết đi ở Mỹ thì nó sẽ về Việt Nam. Thủ tướng của Việt Nam phát biểu theo trích dẫn của Thanh niên và Việt Nam Net hôm 8 tháng 6. Những bình luận kể trên của ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc dẫn đến nhiều bình luận trái chiều châm biếm trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Và ngay tiếp, ngày hôm sau, tức là ngày hôm qua 9 tháng 6, các nhà báo, các báo Việt Nam đồng loạt đã gỡ bỏ một đoạn đăng lời của CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Nói trong cuộc thảo luận tại Quốc hội làm dậy sóng trên mạng xã hội, Nguyên văn, lời của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì sẽ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ quay về Việt Nam hết. Lời của ông Phúc ám chỉ câu nói đã trở thành giai thoại quái kiệt Trần Văn Trạch về làn sóng người Việt bỏ nước ra đi năm 1945 rằng ở Việt Nam cái cột đèn cũng muốn ra đi. Ông Phúc đưa ra nhận định trên trong cuộc thảo luận tại nghị trường diễn ra chiều 8 tháng 6 về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Lời của ông Phúc ngay lập tức gây bão mạng và khiến cho người đứng đầu chính phủ Cộng sản Việt Nam thêm một lần nữa trở thành trò cười cho thiên hạ. Đa số các post của cộng đồng người Việt trên mạng xã hội hôm 9 tháng 6 là những lời diễu cợt về phát ngôn cột điện của ông Phúc. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, Úc Châu bình luận trên trang cá nhân, có thể ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ nhìn thấy những gì mà cố vấn của ông cho nhìn. Có bao nhiêu cố vấn ông Thủ tướng biết tình hình vượt biên vào thập niên 1970 đến năm 1990 chắc không nhiều. Ngay cả khi họ đi công tác ngoài này thì họ cũng chỉ quanh quẩn những nơi và những người họ quen biết chớ ít khi nào dám đến cộng đồng người Việt để biết sự tình ra sao. Do đó, rất có thể họ đã cố vấn bậy cho ông ấy khi nói ra câu cái cột điện đó. Thời xưa, những người ra đi bị ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là bọn Mako Sike đi điếm bất lương. Bọn đó thì không về định cư ở Việt Nam đâu. Thời nay, tôi không biết những người ở Mỹ đăng ký về Việt Nam là thành phật nào. Hy vọng không phải là Mako Sike. Thật ra, có nhiều hàng ngàn người Việt phạm tội hình sự nặng ở Mỹ đang bị trả về Việt Nam. Không rõ nhóm này có nằm trong nhóm đăng ký về Việt Nam như ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc nói hay không. Giới quan sát cho rằng giới phát ngôn mới nhất Thủ tướng Phúc chưa rút ra bài học đắt giá về hệ lụy của những lần nói ra những lời hoanh hoang để lộ đầu óc nông cạn. Nhất là khi ông này đề cập đến những vấn đề được cho là hết sức nhạy cảm với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vượt biên, người gốc Việt và ở nước ngoài. Công luận chưa quên chuyện hồi tháng 4 năm 2019, mạng xã hội lan truyền một video cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại trung tâm tại Thương mại Spa, một khu chợ do người Việt làm chủ ở thành phố Braha, Cộng hòa Séc. Trong clip, ông Phúc nói, khi tôi đón ông Lô Trâm vào thăm chính phủ thì ông cầm lá cờ Việt Nam, ông đưa lên cao thế này, lên khỏi đầu ông, bà con nhìn thấy hình ảnh đó. Đó là gì? Là bọn phản động lưu vong Việt Nam và chống chúng ta sẽ rời rã chân tay luôn. VOA Việt ngữ thời điểm đó mô tả rằng phát biểu của ông Phúc nhận được tiếng vỗ tay nồng nàn, nồng nhiệt từ phía cử tọa. Những người mà theo thông tin từ một số người Việt tại Cộng hòa Séc là đã được chọn lựa và phải đóng một khoản tiền 2.500 tương đương với 100 euro cho ban tổ chức để được tham dự buổi gặp mặt này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.